Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình học tiếng Anh 5 phút mỗi ngày. Hy vọng chỉ với 5 phút mỗi ngày các bạn sẽ giúp cho các bạn mỗi ngày chúng ta phát âm chuẩn hơn một chút xíu, mỗi ngày chúng ta học thêm được một vài từ mới. Chúng ta học mấy ngày hôm nay chúng ta giỏi hơn ngày hôm qua là được rồi. Ok, và từ ở đây chúng ta có một cái quy luật gì đây? Đấy, O chữ O đi với W nè. O đi với W nè. Đó, chúng ta hôm nay nó đọc như thế nào đây? Từ đầu tiên của chúng ta là từ tuyết này đúng không? Các bạn hay có xu hướng là đọc là snow á, snow á, nó không phải là tuyết, là nó là âm âm O, O trong tiếng Anh. N N O. O. Ok, wait a minute. Tắt cái chế độ lưu tự động này đi, nó sẽ không có bị giật, ta viết nó dễ viết hơn. Đấy, O đây là O được chưa? Nên chúng ta sẽ đọc là snow. Trong tiếng Anh á, nó chỉ có âm O thôi, nó không có âm O. Bạn nào nói mà Google á, là sai đó, tiếng Anh chỉ có âm O thôi, snow. Từ này là flow, chảy, dòng chảy, flow. F là phụ âm đem xuống L. Chúng ta nhớ ha, tiếng Anh nó không có âm O đâu nha, nó chỉ có âm O thôi. Flow, O, flow. Chữ F này không? F, flow. Rồi, bắt đầu ha, nó đổi màu rồi ha, thấy không? Màu đỏ chưa có màu xanh rồi. Bây giờ nó không O nữa, trường hợp này nó là âm ao, bành miệng ra. Ao, ao. How, không phải là how, 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 nó là how. How are you today? Từ này là bây giờ là nó là âm out luôn. Ok, từ này là noun. Now, 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 now. Con này là con bò. C thì chuyển thành K. Luôn luôn là như vậy. Âm A. Đó. Âm ao, cow, cow. Từ này con gì, con này, đây, con này, con cú, cú đêm á, thì nó đọc như thế này đây, ao nè, âm ao thì làm ao rồi nè, chữ L đúng không, bạn nào còn nhớ thì L không, L, L, O, mà L, O ở trong cái cổ họng mình á, chứ không phải là O ngoài miệng, nó là ao, ao, chữ L nó là như vậy. Ok, và đọc lại một lần cuối cùng là snow, flow và how, now, cow, kẹt ra ha, kẹt ra cow. Thì C á, chúng ta không có đọc là cao cao, cờ ao cao. Tiếng Anh nó không có tồn tại âm cờ, nó chỉ có âm K thôi. Chúng ta đọc là cow và owl. Ok, and now there are four examples. There are four sentences. Câu đầu tiên là it's snowing outside là gì? Nó thì gì? Snow nó là tuyết, tuyết. Còn cái này là nó thì trời đang rơi tuyết. It's snowing là đang đang. Thầy mình nói đang mưa đó. Còn này nó có nghĩa là mình nói là it's raining đúng không? Chữ R thường thường mình nói là it's nè. Mình nói là raining thì nó là trời đang mưa. Chữ raining. Còn bây giờ là nó là snowing là trời đang có tuyết. It's snowing outside. Outside today ha. And number two, the river flows. Trong cái câu này chúng ta nhìn động từ đâu? Chủ ngữ nè, the river nè. Đó. Đây động từ của câu đây, flow là trôi chảy nè, động từ chính của câu. This river flows through the city, hoặc là city. Cái con sông này nó chảy xuyên qua, chảy xuyên qua, băng qua, chảy xuyên qua cái thành phố. This river không phải là river, nó là river, âm y luôn. Nó là river. This river flows through the city.
Number three. Bây giờ ha, là number three. Now là bây giờ. Bây giờ. Lie down. Lie là gì? Lie là nằm xuống, nằm xuống. Động từ chính của câu là đó. Lie down là nằm xuống. Nằm xuống ở đâu? On this bed. Đó. Trên cái giường này. Bác sĩ đang nói đi. Bây giờ nằm xuống trên cái giường này. Bác sĩ đang nói. Now lie down on this bed and close your eyes. Động từ là close, đóng, đóng cái gì? Đóng cái cặp mắt của bạn lại. Close your eyes. Nhớ ha, eyes. Now lie down on this bed and close your eyes. Từ down này không? Chúng ta có thể down nè, out, au là trường hợp này nó làm out đúng không? Nè, out nè. Từ này cũng now luôn. Đó, vậy là chữ au là nó có xu hướng là chuyển thành âm out nè. Đó. Now lie down on this bed and close your eyes. And number four, I'm a night owl. Nè, owl là cái con này nè. À, tôi là một con cú đêm. I'm a night owl. À, có nghĩa là trong cụm này trong tiếng Anh có nghĩa là một người chuyên thức về đêm á. Đó, giống như tiếng Việt mình luôn. Tiếng Việt mình cũng có cụm là cú đêm, đó là chỉ mấy cái đứa mà hay thức khuya đó. Đó, I'm a night owl. Rồi, tôi là một cú đêm. Những người sống về khuya. Stop telling me. Stop telling me to become a morning person. Cái câu này rất hay ha. A morning person là một người gì đấy? Một người có tính chất là dậy sớm, dậy mỗi buổi sáng đó, người dậy sớm đó. A morning person. I'm a night owl. Đừng có bảo với tôi, stop telling me là đừng có bảo với tôi để trở thành một người dậy sớm. Đã xác định tôi là một người thức khuya rồi, thì đừng có bảo với tôi, stop telling me to become a morning person. Okay, and again, I'm a night owl. I'm a night owl. Stop telling me to become a morning person. Đó, thầy là cũng thuộc một dạng là cú đêm đó, chuyên sống và làm việc về đêm đó. Stop telling me to become a morning person. Dậy sớm rất là khó khăn, một thử thách rất là to lớn của ngày. Ok, nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy comment phía 1 và những cái video lần sau thầy sẽ cố gắng làm cho nó hấp dẫn hơn. Ok, and goodbye and see you in the next video.